còn ba cờ đỏ hả? Cờ xanh nó mất tiêu hết trơn rồi. Trật tự đi, không biết cái gì á thì đừng có nói vô, dễ thôi. Về ba gì mà nó chắc cho ba? Chắc cứu trong vòng 4 nước nữa con thắng ba. Đừng khi dễ ba con, ba chấp. Chiêu tướng hết hồn. Xuân pháo ra tướng. Chiêu tướng né luôn. Chiêu thôi. Vậy đủ rồi ba ha. Bàn khác. Bàn khác gì nữa ba? Ba xin con 10 bàn, con cho ba 10 bàn mà 10 bàn ba thua cả hết cả 10, đánh gì nữa ba? Thì thêm bàn nữa không được sao? Thôi ba ơi, con mệt lắm. Cậu ba vừa đánh cờ vừa đọc sách mà ba cũng thua đủ 10 bàn luôn. Mày đến đây mày. Có mày không người ta mới thua đó. Ủa đâu rồi ta? Hồi nãy nhớ rõ ràng mình để đây mà. Cái gì vậy anh? Cậu ba. Dạ. Xin lỗi làm phiền cậu đang đọc sách nha. Dạ. Nhưng mà tại vì cậu có thấy cái máy tính bỏ túi để đây không? Hồi nãy tôi nhớ rõ ràng là để đây nè. Dạ không, em đâu có thấy gì đâu. Chết rồi, đang gấp như vậy mà không có nó làm sao mà tính đây không biết nữa. Anh đang muốn tính mấy cái này hả? Ừ. Nếu đơn giản để em tính cho. Thôi không được đâu, phức tạp lắm, nó nhiều đơn số lắm. Cái này nhân nhân cộng cộng là nó ra mà. Để em tính cho nha. Thì đúng rồi, nhưng mà cái này là đơn giá phải tính rõ ràng chính xác, không có sơ sài được đâu. Không có nó làm sao mà tính nữa trời. Dạ rồi xong rồi nè. Tổng cộng 22.764.000. Đó. Dạ rồi xong thưa anh. Thôi cảm ơn cậu A nha. Dạ. Con không làm phiền cậu đọc sách tiếp. Dạ. Mới tính đâu rồi ta. Thiệt. 6 - 2 = 4. Tiếp 7. Làm chi? Dạ dạ. Con có thấy cái máy tính của bà để đâu không? Con đâu thấy gì đâu, con đang học bài mà. 4. Kỳ vậy ta. Ừ, thôi học tiếp đi. Ủa, hồi nãy bà mới vô bà thấy con giấu giấu gì đó vậy? À, đâu có đâu, con đâu giấu gì đâu. Đang học mà. Học bài toán nè. Thấy chưa, biết lắm mà. Tại sao lấy máy tính của bà? Học phép toán tại sao lấy máy tính, tính làm sao? Con nữa nha. Tự nhiên bà đánh con, tại bài khó làm cho con muốn nổ tung cái đầu lên luôn nè. Được cho con. Không được. Được cho con đi mà. Con phải tự tính đi, không có được. Nhân cộng bằng 22.764.000. Trời ơi, cái gì mà chính xác dữ vậy ta? Ba, đưa máy tính cho con. Lại chứ. Dạ biết rồi. Anh làm gì đứng đây vậy? Dạ con chờ chú đi học. Ừ con đi học. Dạ. Em làm bài xong hết chưa? Dạ em làm xong rồi. Ừ. Nhớ là phải nghe lời thầy cô với hòa đồng với bạn bè đó nha. Dạ em biết rồi. Bày đặt đứng đây cả sàn nữa. Ba lấy xe cho con đi học. Ừ.
Nay không được, ba bận việc công ty rồi. Không chịu đâu. À, đứng đây đó. Ê. Hư à, làm gì vậy? Ba đánh con đúng không? Từ nay ba khỏi ăn thịt sườn của con nha. Con nhỏ này thiệt tình. Chú xin lỗi hai đứa nha. Không sao đâu chú. Dạ không sao đâu. Thôi con chờ chú đi học. Ừ. Em nhờ chị đi học. Lâu đó. Nhà rộng mới biết tìm sao nhỉ. Cậu ăn của chú. Anh rể, anh rể có sao không? Em xin lỗi dạ. Anh rể có sao không? Cho tôi xin lỗi nhá, anh có sao không ạ? Không sao. Hên mà bị đụng nhẹ không sao á. Mà nếu cảm thấy bị choáng váng hay say sẩm gì, báo cho em nha, để em đưa bệnh viện kiểm tra liền. Mới sáng sớm là có chuyện rồi. Đi đứng cái kiểu gì vậy? Hả? Dạ không phải đâu ba, lỗi do con á. Con đi không cẩn thận cho nên anh rể mới đỡ cho con. Ủa mà tại sao anh lại làm như vậy? Thì đạo của cậu ba là bảo vệ quốc gia mà. Người như tôi có bị sao cũng được. Nhưng mà cậu ba thì không được. Anh nói gì vậy? Không. Con nói nghe cũng có lý á. Ba này, anh không sao thiệt chứ? Anh nói là không sao rồi mà. Cậu ba. Dạ. Mai mốt đi đứng nhớ cẩn thận nha. Cũng may là đầu không sao. Mà thì sức. Nó đại nghĩa diệt thân đó con. Ông lộn rồi. Mỹ á là có 50 tiểu bang thôi. Đúng, hồi xưa là 50, nhưng là mới có thêm một tiểu bang nữa là 51. Nước Mỹ mà ông làm như bộ lắp ráp vậy. Muốn ráp bang nào vô là ráp vậy. Không biết á thì ngồi mà nghe, còn biết á thì trả lời, còn không nữa thì ngồi làm trung gian giống như ông Ngọc nè. Thôi cho tôi can hai ông đi. Lâu ngày mới gặp lại mà hai ông cứ cãi nhau hoài. Bỏ cái chuyện đó đi. Theo ông á là 50-51. Thôi được rồi, đợi chút đi. Để tôi gọi điện tôi hỏi em vợ tôi. Em vợ tôi là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cái gì nó cũng biết hết á. Để tôi hỏi cho. Em nghe anh ơi. Em vợ đang làm gì vậy? Dạ em đang bận lắm, có chuyện gì không anh? Anh lại bị đau đầu hả? Không có. Dạ, thôi em cúp máy nha. Khoan, cho anh hỏi này một chút. Không mất nhiều thời gian đâu. Em có biết nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang không? 50 hay là 51 tiểu bang vậy? Em cũng nhớ nữa, hình như là 51 bang hay sao á. Vậy hả, cảm ơn em nha. Hôm nay em có về ăn cơm sớm không? Dạ. Sĩ, xong chưa? Xong rồi. Đi. Đang nói chuyện mà ta. Đi vậy. Nhiều 50 góc 51. Ông thua chắc rồi. 51 tiểu bang. Tôi mới vừa gọi Google sống là em vợ của tôi nè. Nó nói là nước Mỹ có 51 tiểu bang. Dạ. Thôi bớt đi. Em vợ của ông là gì mà cái gì cũng biết. Bây giờ hai ba người đồng ý rồi mà. Nè, tôi nói thiệt với ông nha. Cha sanh mẹ đẻ tôi ra tới giờ nha, tôi chưa thấy ai mà tài giỏi thông minh như em vợ của tôi hết á. Cái gì nó cũng biết hết, cái gì nó cũng làm được hết á. Nè, tuy là tôi không biết cái vụ mà nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang, nhưng mà em vợ tôi nói 51 là chắc chắn 100% là 51 tiểu bang. Ông thua là cái chắc rồi, đừng có cãi nữa. Nhưng mà có bằng chứng gì mà nói là em ông nói đúng? Trời ông nghĩ trời. Thế bây giờ về đi. Tôi đã nói là em tôi là Google sống, cái gì nó cũng biết hết á. Bây giờ về đi, tra Google thiệt đi. Nếu ai thua á, trả cho người này. Ok chưa? Ừ, được đó. Trả đi ông trai. Ai mà thua là trả chồng nhậu này. Google đi. Rồi, trả đi Google đi. Nước Mỹ bao nhiêu tiểu bang? Google sống mà không tin, tin Google chết. Kệ ông đi, trả đi. Cho ông vừa lòng hả dạ. Hai ông thua chắc rồi. Nước Mỹ có bao nhiêu tiểu bang? Ông thua chắc. Thua chắc rồi. Bao nhiêu người? Bao nhiêu? Đổi sắc rồi. Đây này chưa. Hai ông thua nha. Cảm ơn chồng nhậu này. Cảm ơn chồng nhậu. Tôi nhớ 51 rồi đó. 51 gì đây, rõ ràng đi. Google đây nè. 50 tôi. Trời ơi, bia đêm nay nó ngọt ghê luôn. Bia uống nó ngọt quá. Tại sao em vợ mình lại nói sai như vậy? Làm sao mà có thể như vậy được?
Cô ba, mới đi làm về hả? Sao đi làm về trễ quá vậy? À đúng rồi, nước Mỹ chính xác là chỉ có 50 tiểu bang thôi, chứ không phải là 51 tiểu bang đâu. Ờ vậy hả? Cô ba, đi về nhà hả? Dạ. Lên xe đi. Dạ. Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Các bạn hãy nghe kỹ rồi trả lời nha. Tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du là một truyện thơ lục bát đồ sộ của văn học Việt Nam. Tác phẩm này được viết bằng chữ Hán. Đúng hay sai? Hình như là đúng á. Đáp án của tôi là sai. Khó khăn lắm mới kết nối máy được. Vậy mà trả lời sai, chắc là tức lắm hả cậu ba? Là sai. Sai là đáp án chính xác. Là sai hết á. Cậu ba thật là người đứng cờ. Vừa đọc sách mà ba cũng thua đủ 10 bài thôi. Tổng cộng 22.764.000 đó. Vậy là xong chưa? Tôi mới vừa gọi Google sống là em vợ của tôi nè. Nó nói là nước Mỹ có 51 tiểu bang. Thôi bớt đi. Em vợ của ông là cái gì mà cái gì biết? Nước Mỹ chính xác là chỉ có 50 tiểu bang thôi, chứ không phải là 51 tiểu bang đâu. Ờ vậy hả? Đủ si. À ha ha ha, con thắng cậu rồi. Yeah. Vắng thắng cậu làm gì vui vậy? Thì cậu thắng cậu phải vui chứ. Bình thường thôi. Cậu thắng cậu hỏi cậu nha, cậu thắng cậu có vui không? Đúng nhẹ nhẹ thôi. Không, trò chơi mà con được quyền búng thiệt. Trời, con bé này. Mẹ mẹ mẹ, mẹ chơi thử với cậu đi, cậu chơi giỡn. Thôi, mẹ đang coi tivi mà. Chỉ cần trong vòng 3 nốt nhạc là mẹ có thể thắng cậu. Em không biết chơi trò này thiệt hả? Nghĩ sao không biết chơi? Em chơi giỏi lắm á. Chơi giỏi như vậy? Chứ sao? Chơi thử với chị. Em không nhìn chị đâu nha. Cố lên. Em búng này búng thiệt á. Chị có búng thiệt á nha, chị không có nhường nữa nha. Rồi. 1, 2, 3. Đây. Búng cái được, búng hai cái gì? Búng hai cái mà. Trời ơi này. Nè, một cái nữa nè. Ba. Nghĩ sao? Ủa sao chị ra cái khác, em ra cái khác rồi mà. Em ra cái khác, trời em chứ. Ba chơi thử với anh một ván nha. Trời ơi, anh muốn chơi với em hả? Ừ. Em không nhường anh nói nha. Ừ, đừng có nhường anh. Mình chơi nha. Em búng thiệt đó. Ừ. 1, 2, 3. Không phải, em giả bộ cho năng á. Lại nè. Chơi lại nữa hả? Lại chứ. Em giỡn với năng thôi. Trời, trẻ con quá. Chơi ba cái này mất hết thời gian. Ngay từ khoảnh khắc đó, tiến sĩ trong lòng tôi từ một vị thánh rớt cái bẹp xuống làm con người. Không chỉ là một con người mà còn là một con người rất bình thường, không có một chút gì đặc biệt. Anh sắp về tới Sài Gòn rồi. Ba cũng kỳ thiệt á. Tự nhiên không đi được thì thôi, nhờ người nào đó đến chia buồn cũng được. Tự nhiên cái bắt anh đi à? Đâu có sao đâu. Dù gì ở công ty anh cũng đâu có làm được gì. Thôi nha, anh về gần tới rồi. Bye em. Bộ
anh mới bị đánh ghen hay sao mà quần áo bị lột hết rồi hả? Nói tiếng Trung hả? Phải tiếng Trung không ta? Ni hao. Chương trình 今天 chưa xong không? Nửa phân, nửa phân, nửa phân. Hả? Chính cô là ta lô chồng của chưa ta nha lý chí khói. Anh là người Trung Quốc hả? Ồ, ở đây không phải là Hồng Kông hả? Biết nói tiếng Việt luôn. Sao nãy giờ không nói? Đã kêu là mua đúng điểm đến rồi mà. Bây giờ phải làm sao đây? Ai biết làm sao? Anh, cho tôi đi nhờ xe của anh được không? Hả? Ơn giúp tôi đi, tôi đang nghĩ anh đó. Cho tôi mượn cái này một lát được không? Tối rồi, sao anh còn đeo kính mát vậy? Tại vì tôi dùng với thằng Quang Hồng, cho nên người của tôi bị tổn thương nhiều lắm. Anh vừa hồi gì vậy? Mà anh nói hôm nay có phải là ngày 30 tháng 3 năm 2019 không? Ừ. Cũng may là thời gian chính xác. Anh bị sao vậy? Anh im lặng, để cho tôi núp lên một lát đi. Chuyện này liên quan tới tương lai của loài người. Mình giúp cho. Mong anh giúp cho. Xin anh hãy giữ một chút lòng tự trọng. Tôi đang nghĩ anh. Anh Dương, đóng cửa lại. Ở trong này không có ai đâu, đừng có sợ. Bây giờ tạm thời anh cứ ở đây nha. Để tôi chạy ra ngoài, tôi kiếm coi có bộ đồ công nhân nào để lại không, tôi cho anh mặc. Chứ để gì giống ngậm kỳ lắm nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu như không có anh á, thì tôi đã bị bọn chúng bắt rồi. Không có gì đâu. Anh đã cho tôi đi nhờ, rồi bây giờ còn đưa đồ cho tôi mặc nữa. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu. Sao anh nhìn tôi dữ vậy? Bộ anh nhìn tôi giống điên lắm đúng không? Không, tôi đâu có nghĩ vậy đâu. Anh cứ nói thật đi, tôi không có giận anh đâu. Thì cũng có chút chút. Anh nghĩ vậy cũng đúng. Đáng lý ra tôi không có nói, nhưng mà tại vì anh là ân nhân của tôi, cho nên bây giờ tôi sẽ nói cho anh nghe một bí mật. Chuyện gì? Câu chuyện mà tôi sắp nói ra, anh phải hứa với tôi, sống để bụng, chết mang theo nha. Cái gì mà nghiêm trọng dữ vậy hả? Nhưng mà ở đây ngoài tôi với anh ra còn có ai không? Không. Thiệt ra tôi đến từ tương lai, năm 2019. Hả? Cũng 100 năm sau. Cái tương lai. Đúng là điên thật rồi. Bộ anh đang nghĩ tôi đúng là điên thiệt rồi đúng không? Chuyện nói ra thì cũng hơi khó tin thiệt. Nhưng mà thật sự, năm 2019, trái đất sẽ bị bọn robot tấn công và tiêu diệt. Bởi vì vậy, tôi mới có mặt ở đây để mà tiêu diệt con robot đầu sỏ. Nó sẽ là lãnh đạo cấp cao của những con robot sau này. Anh đang chuẩn bị làm phim khoa học diễn tưởng hả? Bây giờ tôi nói sao cho anh hiểu ta? Nói chung tóm lại, bây giờ anh không có hiểu được đâu. Bây giờ bằng mọi cách, tôi phải sang Hồng Kông và tiêu diệt được ả. Nhưng mà tiêu diệt ai? Sophia. Sophia là con đá quý hả? Đá quý gì ở đây? Bây giờ tôi có nói thế nào anh cũng không hiểu được đâu. Ả Sophia đã lên kế hoạch nhằm thôn tính trái đất, tiêu diệt hết tất cả con người. Nếu như muốn cứu được con người ở năm 2018 thì chúng ta phải tiêu diệt được ả ngay hôm nay. Anh có thuốc dinh dưỡng không? Cho tôi một viên đi. Tôi không có. Ở đây có thực phẩm sạch nè, anh ăn đỡ đi. Cái gì mà thực phẩm sạch? Hay là để tôi chạy tôi mua thức ăn nhanh cho anh ăn. Giờ này mà vẫn còn ăn thức ăn nhanh hả? Chúng tôi á, do bị suy thoái vị giác nhiều quá, cho nên bây giờ chỉ cần một viên thuốc dinh dưỡng là đủ. Chứ bây giờ ai mà ăn những thức ăn mà tầm thường đó.
Tôi không biết nó có mùi vị gì, nhưng mà tôi chắc chắn nó rất là tầm thường. Từ từ có chừng ăn xương luôn đó. Quá là tầm thường. Anh ăn từ từ thôi, nếu mà thấy ngon thì để tôi đi mua thêm cho anh nữa. Đã nói đừng có mua mấy cái món tầm thường rồi mà. Cầm đó kia nữa, để xuống đi. Nói nè, lần sau đừng mua mấy cái món tầm thường nữa nha. Vậy chiều nay tôi phải mua bao nhiêu phần tầm thường này nữa mới đủ khẩu của anh? Đã nói là không ăn mấy món tầm thường nữa mà. Như vậy được rồi, xin thêm mấy con cà, con ốt tùy luôn. Tôi biết rồi. Mà anh ơi, dạ. Anh có tìm ra cách nào để đi Hồng Kông chưa? Tối hôm qua tôi đã lên kế hoạch rồi. Anh có thể giúp tôi chở tôi tới nhà xe lửa Hồng Kông nhất ở đây để tôi đi. Anh đi xe lửa tới Hồng Kông luôn hả? Tôi không thể nào trì hoãn thêm được nữa. Bằng mọi cách tôi phải sang Hồng Kông và tiêu diệt được ả Sophia mới được. Làm gì nhìn giáo giác vậy? Hình như không phải chỉ có một mình tôi đến từ tương lai ở đây đâu. Hả? Còn ai nữa hả? Là tụi robot Terminator. Chúng đến này để tiêu diệt tôi đó. Nếu như bọn robot đó tới thật thì thời sự thông báo chứ. Tụi robot đến từ tương lai, nhìn hình dạng của chúng bên ngoài rất giống với con người. Vì vậy á, chúng ta có... Đứng lại! Chạy đi! Đứng lại! Chạy đi! Nhìn! Đứng lại! Đứng lại! Nhanh đi. Đứng lại. Đứng lại. Nhanh lên. Trời ơi, giờ đây còn cài dây an toàn cái gì nữa? Mọi người đâu? Chạy! Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu, anh đi cẩn thận nha. Chuyện tôi nhờ anh á, anh có... À, đây, của anh đây. Lát nữa lên tàu tôi ăn sao? Ăn để nhớ về tôi nha. Thiệt sự á, tôi làm phiền anh quá. Mà anh tên gì? Tôi chắc chắn á, sau này á, tôi sẽ quay lại đây, tôi tìm anh tôi đền đáp. Đây, cặp với xí của tôi. Tôi tên Phan Minh Ngọc. Phan Minh Ngọc? Phải. Anh là Phan Minh Ngọc? Đúng rồi. Có gì không anh? Jeffrey Phan. Hả? Nếu như tôi nhớ không lầm thì cái tên của anh sẽ đứng cùng với lại Bill Gates và Jeff Bezos, là ba ông chủ cái tập đoàn lớn nhất thế giới. Thiệt hả? Anh nhìn mặt tôi, thấy tôi giống nó sợ không? Hèn chi, nhìn anh là tôi thấy nó có cái gì đó rất là khác với những người thường. Vậy theo anh suy đoán thì tới khi nào tôi mới nổi tiếng giống không, người đó? Không. Hả? Không phải là suy đoán mà là chắc chắn, tại vì điều đó đã xảy ra. Là sao? Tôi nhớ không lầm thì khoảng 2034. 2034. Yes. Là lúc đó anh sẽ được nổi tiếng xứng tầm với lại Bill Gates. Năm 2034 tôi sẽ nổi tiếng thiệt không? Nghe sao khó tin quá vậy? Khó tin đúng không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ cho anh một vài điều tiên đoán trước nữa để anh biết tôi nói thật hay không. Chuyện gì nữa? Sắp tới
Trên trái đất này sẽ có rất nhiều vụ động đất, lũ lụt và hỏa hoạn. Anh nên cẩn trọng. Động đất, lũ lụt và hỏa hoạn. Thôi, tàu tới rồi, tôi đi đây. Cẩn thận nha, bảo trọng. Nhớ ăn gà của tôi đó. Tôi cảm ơn. I will be back. I'll be back. Okay, back. Các tòa nhà bị sụp đổ dưới cơn địa chấn mạnh. Nhiều người hoảng sợ chạy ra đường, nên trên đường hiện giờ đang rất hoảng loạn. Một trận hỏa hoạn phát sinh ở Hy Lạp đã lan rộng 15 km theo hướng đông bắc. Một trận hỏa hoạn khác phát sinh ở Canada. Chỉ trong vòng 20 phút, mọi thứ đã trở thành tro bụi. Sắp tới, trên trái đất này sẽ có rất nhiều vụ động đất, lũ lụt và hỏa hoạn. Anh nên cẩn trọng. Động đất, lũ lụt và hỏa hoạn. Trên thế giới này, có nhiều chuyện không phải vì muốn tin nên mới tin, mà là không thể không tin. Nếu có ai hỏi tôi có thể chứng minh được việc mình đến từ tương lai hay không, thì tôi thật sự không biết làm cách nào. Tôi biết, cho dù có những gì xảy ra trên thế giới này mà người ta vẫn không thể chứng minh được, nhưng cũng không thể phủ nhận nó chính là sự thật thì nó vẫn tồn tại. Có ai biết chắc 100 năm sau con người có bị robot tấn công hay không? Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Oh, 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 oh.